Chào mấy anh em nha. Thì hôm nay có mấy anh em hỏi cho mình không thấy không có mình không có gà nổ nữa ha. Cũng dẫn ra anh em nhưng mà hơi chậm anh em. Là tại mình tôi không gà mình đã ngưng một thời gian nhưng mà không có ra được anh em. Này. Như cái nói đang làm lỡ dở bỏ luôn anh. Chưa có ra được. Cái này cũng là nổ không đó nha. Cái mẫu nổ không ha. Tại vì hôm gà bên mấy chú CA khó quá anh em ơi. Nó hay đi kiểm tra lắm anh em. Như các anh em biết được cái chỗ mình đang làm đó, thì không nó nằm ngay mặt tiền lộ anh em, mặt tiền là đường lớn á, cái người dân thì chung mặt tiền ở trong hẻm anh em, chung là của nhà dân đối diện nhiều đó, ha. Bởi vì nhiều khi sớm ghiền anh em không biết mà sớm ghiền toàn là mấy cái camera mà chạy bằng cơm không à ha, thì đó nó cứ chọt chẹt này hoài đó, ha. Nó là bụi bặm rồi nó ảnh hưởng tới sớm ôm sùm này kia đâu, mình gia công á, mình mài vũ bụi á nên mình cũng tạm ngưng rồi nha. Thì hôm rồi mình ra nát cao su anh biết sao, anh em biết sao là ra nát cao su, từ đây nát cao su nó đỡ bụi bặm hơn nha, chứ mình xử lý á, nó cũng đỡ bụi bặm hơn chứ không nó cái tiếng ồn nó cũng ít hơn nha. Mình thấy hôm gà anh em cũng hỏi khá nhiều, anh em cũng nhắn tin qua Zalo cho mình, Facebook này kia hỏi mua nó khá là nhiều ha, thì mình cũng sẽ ra nha anh em, sau này chuẩn bị ra nè anh em. Hôm nay thì mình cũng mới chuẩn bị đem về phía sau nhà mình nè, nó còn khoảng miếng đất trống nhỏ nữa anh em, tầm 3-4 mét, 4-5 mét gì thôi ha. Hôm nay mình sẽ giải quyết cái hồ cá bớt ha, đập cái hồ cá bị bãi rồi đập bỏ luôn ha, thì mình sẽ đem nổi gì đây mình làm luôn, thứ nhất là phải sau nhà mình ha, như cũng phải căng thêm một mớ lưới chống bụi cho kế bên cũng có nhà hàng xóm này che chắn lại cho bớt của mình đó ha. Mình nói là cũng như dãy phòng trọ của người ta, rồi mình sẽ đem gì đó mình làm ha, nhưng mình cũng chuẩn bị ra cái bộ nọ cò nọ nè mà có khóa chốt an toàn luôn ha. Thì để mình hoàn thiện đi rồi mình sẽ quay lên cho anh em xem trước ha. Thì mình để mình làm cái bộ nỏ đó, chủ yếu là mình lắp vô mấy cái này nè anh em, như làm bán lẻ cho anh em nữa ha. Tại cái số anh em yêu cầu cũng là khá là lâu rồi, cả được hơn nửa tháng này mà mình không có làm được, mình không có thời gian để làm á. Thời gian cộng mấy cái mà cái cò nỏ mà có chốt an toàn nó rất là cực nha anh em, rất là lâu lắm ha. Đó, mình sẽ ra ha. Sau này mình sẽ đem nát cao su hay là nỏ xăng này kia đi về đây làm đó. Mình không có làm ở ngoài kia nữa. Cái shop gì người ta cũng để ý quá, bụi bặm đó nè ha, cũng khó ha. Đó, cái này bán nỏ nè, khá là đẹp luôn anh em. Đang làm đỡ dở là bỏ hết anh em, không có làm được nữa, phải ngưng tạm ngưng lại, cũng rất khó khăn anh em. Cái đó thì anh em cũng thông cảm nha. Không có anh em, có số anh em đặt nỏ thì mình phải hủy mấy cái đơn hết ha, dù mình không có lấy cọc thiệt nhưng mà mình thấy cũng thấy ngại cho anh em, hứa làm cho anh em mà làm không có hoàn chỉnh á, anh cũng thông cảm. Đó, mình cũng không có muốn ha, nhưng tại vì dạo này cái gì nó cũng khó khăn anh em, sớm ghiền toàn là thù không chứ bạn không thấy ha, chỉnh cái là nó chọt liền, chúng ăn nó ăn được thì nó phá cho thôi mà ha. Thì thôi thì chút xíu mình lúc mình dọn dẹp á thì mình sẽ quay cho anh em xem chơi ha, mình chia sẻ anh em ha. Đó, thì trước khi làm thì cũng kiếm cái gì bỏ bụng cho anh em ơi, có vợ không là ăn mì gói luôn anh em, thằng nào không có vợ thì lăn vô đây ha. Đó, vợ xong là ăn mì gói miết. Tí mình sẽ ra mình dọn dẹp mình sẽ quay cho anh em xem ha.
Nãy giờ thao thời gian mà vất vả mà dọn dẹp anh em thì cũng đã rồi hết anh em ha. Khá ok ha. Chỗ cũng trống trải cũng làm được ha. Đó. Những chỗ treo nỏ treo này kia được con cái là trời mưa nó hơi khó làm tí anh em ha, mới đầu xích vô ha, chứ cái này mà được trời nắng này kia là ok ha. Hồ cá rồi để mai mình kiếm mấy con cá ly thìa đồ bỏ vô cho nó bơi bơi cho nó đẹp luôn ha. Đó. Cái bàn này mình sẽ câu cũng như mắt hàng vô anh em, cái bằng sắt mà mình sẽ để mình hàng với cò luôn ha, chắc là ok luôn. Có ghế ngầu thì sẵn rồi đó. Hôm nãy giờ dọn dẹp tí cũng mọi thứ cũng ok hết rồi nha. Đây, mình cũng chuẩn bị ra mấy cây nỏ mini như này, chứ không có chắc mình sẽ sử dụng bộ cò là có khóa an toàn ha. Lúc cái bộ cò trong cái bộ cò đó nó sẽ tích luôn là cái giữ mũi tên ha, với cái gây ngắm luôn. Cắm nỏ sau này mình sẽ kiếm cái nguồn mà lưới cưa CD anh em. Mình biết anh em nào làm minh mộc chắc biết mà ha, cái lưới cưa đó. Rồi. Tại vì cái cánh nỏ này cái lượng cắt gọn anh em thấy không, nó chỉ còn tầm hơn một gang tay mà được chút xíu à, anh em thấy đó, hơn gang tay chút xíu à, nó tầm có hai mấy thôi, 20 thôi, 20 rồi, tầm 20 rồi, 20, 21 gì thôi, không tới nữa, đó. Rất là gọn, thích hợp cho anh em này bắt đi bắn cá này, nha, bắn cá rồi săn mấy con này kia đầu ở cự ly bắn 10 mét rồi, cũng ok nha, đó. Bắn cá này kia cũng gọn ha, nó là nhỏ xíu thôi nè, đó. Tổng thân của nó không được 50 nữa nha. Mình có đâu cụ thể thì cho nói lúc trước mình làm mình chơi ở nhà cũng khá lâu nha. Cái nguồn nguyên liệu mà cái cắm này anh em thì nó khá là đắt nha. Cái đây không phải là giúp xe gì anh em, đây là nó là miếng thép đàn hồi anh em, thép lò xo kêu người ta gọi là người kêu thép lò xo, người gọi thép đàn hồi nha. Đây mà cái cánh nỏ này khá là đắt anh em, một cái thanh vậy nè tầm 1 mét ha, tới nó gần 200.000 anh em ha. Đó, anh em lên Lazada này biết này, bán gần 200.000 hàng cái này, mà cái này bên Trung Quốc bán vậy nha, chứ ở tại Việt Nam mình cũng không có nữa ha. Đó, bởi mình sẽ kiếm cái nguồn nguyên liệu là cái lưới cưa CD về mình chẻ nhỏ ra 3 phân vậy nè, mình sẽ làm nỏ ha, cái nỏ ha. Mà mình không có xài bắp này nghe nè, bỏ luôn cái bắp này ha, mình xài xiên liền quá nè, mình xiên qua gỗ á, chỏ xiên qua luôn ha, là làm nguyên cái cánh liền luôn, có thể anh em không xài nên rút ra rút vô cũng được, cũng tiện ha, tiện cho mình dễ mà thêm đi ha. Mình sẽ làm cái nỏ cho nó gọn lên nha anh em. Trong cái mẫu này thì mình không có làm theo mẫu này nha, mình làm theo mẫu khác nha. Tại cái mẫu này trước mình mới là đầu tiên mình làm á, làm cũng hơi xấu anh em đó. Lúc này cái này đầu tiên mình làm nha, cũng hơi xấu, không được đẹp. Đó. Thì mình ít hôm nữa mình sẽ kiếm cái nguồn nguyên liệu là cái lưỡi cưa CD cũ của anh ta, ta bỏ đó, ta bán vô chai đó, mình sẽ mua về mình làm ha, mình gia công ha. Tại vì cái giá thành nó xuống sẽ đỡ hơn, mắt cũng nó cũng tầm lọt vô tầm vài trăm ngàn một cái anh em ha. Lưỡi cưa thì lọt vô tầm vài trăm ngàn một cái, nhưng mà cái nguồn cung thì giúp anh em dương thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn là cái nhíp xe nha. Sự nhíp xe không gà mình gia công cực quá anh em ơi, làm không có ăn luôn anh em, làm rất mệt mà không có ăn nữa, nó ồn ào mà nó mệt kinh khủng. Mình cũng không có gà nỏ luôn á. Những cái đống nỏ thì mẫu nỏ thì mình gắt nhiều anh em. Nói chung từ cái mẫu ná này mình cũng có thể làm nỏ được nha, chứ không phải là làm ná là ná không nha, vẫn làm nỏ được. Mình sẽ sử dụng làm cái nỏ ngắn đó nha, tay cầm ngắn vậy thôi. Đó, cũng bây giờ bỏ phía sau nha, mình bỏ cái bán sau thôi cho nó gọn. Tiện cho anh em việc anh em đi bắn cá này kia đó. Khá ok nha. Cò thì nữa mình sẽ tích hợp luôn cái khóa an toàn kế bên hông đó nha. Chế luôn cái cò có khóa an toàn luôn cho này. Hôm ra mình cũng mới về gặp thôi ha. Mình cũng chưa ra, mình chưa đủ thời gian để ra ha. Thì ngày mai bắt đầu ra ngoài sau đó là chiến đấu với nó ha. Kiếm cái trong mấy cây nỏ này, kiếm cây nào đại lấy cây nào gọn gọn đó để cắt lại ha, cắt cái tay cầm này kia lại, mài vũa lại cho nó gọn gọn đi ha, để làm cho nó ngắn nha, cho nó gọn đó. Chế cháo lại này ha, không làm bán dài nữa, cắt bỏ như cái này nữa đó.
thì mình sẽ cắt đi cái phần sau đó ha. Đó, mình sẽ lộng lại, mình cắt lấy bỏ cái phần sau đó, mình sẽ giữ cái phần phía trước thôi. Mình sẽ mài dũa cho nó gọn lại, mình sẽ làm cho nó mini ha, cho nó gọn. Cho nên đi bắn cá là cũng ok, thì là mình làm hoàn thiện đi rồi mình sẽ test cho anh em xem á. Như thằng này là bắn cũng khá là ok nha anh em, để mà mình quẩn quẩn á, cái đó mình quẩn quẩn mình sẽ làm cái video mình test thử cái này, cho mình bỏ nó cũng khá lâu rồi, đứt cáp lượm giờ này mình bỏ nó không gầy chứ, mình giục nó bù lăng bù lóc mình không có xài nó nữa. Trước thì mới chơi thì xài nó, sau này mình giục nó bù lăng bù lóc lượm nhá. Thì thấy tối tối này mình sẽ rảnh mình sẽ lấy mình test cho anh em xem nha. Dù nó nhỏ nha, lực bắn nó cũng khá là ok nha, chứ không phải là yếu luôn nha. Nói từ ly xa nó bắn không được nha anh em, chứ cự ly mà khoảng 5-10 mét thì bắn rắn ok nha. Nè, thì mình gọi đi mình sẽ test cho anh em xem ha. Video chú ý mình chia sẻ anh em chơi như thôi ha, chào anh em nha.